Nguyện mấy hương mạo này gặp cùng mười phương cõi cung dường tất cả Phật tông pháp các Bồ Tát. Vô biên chúng tánh văn và cả tái tánh hiền duyên khởi đại sáng chói trùm đến vô biên cõi khắp sông các chúng sanh. Đều phát lòng Bồ Đề hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Sắc tân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bằng, nên nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận. Trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn khắp độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nồng khổ sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp quy và lê tán nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai pháp tầng màu tịnh tịnh cấp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai thân tướng hải di trần khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Tánh Cư Độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô cõi lạc phương Tây Di Đà Như Lai thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô cõi lạc phương Tây Di Đà Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô cõi lạc phương Tây giáo hành ly ba kinh tục nói bài chánh
Học pháp giới tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Lạc Phương Tây Quang Thế Âm Bồ Tát Tân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Lạc Phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát Thân Trị Sanh Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Tăng Ai Nghiêm Phước Tri Khắp Pháp Giới Thanh Chúng. Lương vừa ngung chiên đàn khói tôm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng tiếc ta, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Vận Cải Bồ Tát, Nam mô Vận Cải Bồ Tát. Nam mô Vận Cải Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Lại đấng tam giới tôn uy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh vô lượng thọ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề Tâm Kim Mãn Bao Thân này. Sanh qua cõi cực lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy kiên trì tụng, nguyện tỏ như lại nghe nhiệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Đại Từ Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Tinh Tinh Bình Đẳng Giác Phẩm Tư Nhân Pháp Hội Thánh Chúng Tôi Nghe Như Vậy Một Thuở Nọ. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá cùng với Đại Thánh Chúng Tỳ Kheo một vạn hai ngàn vị đã chứng thần thông tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mụn Kiền Niên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, vân vân là những bậc thượng tu lai có các ngài phổ hiền Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trọng hiền kiếp đến tập hội. Phẩm thứ hai Đức Tân Phổ Hiền lại có 16 vị Bồ Tát tại gia Yên Ngộ Bồ Tát Thiện Tử Ghi Bồ Tát Huệ Biển Tài Bồ Tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa Bồ Tát Quán Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịnh Căn Bồ Tát Tinh Huệ Bồ Tát Nguyện Huệ Bồ Tát Hương Tượng Bồ Tát Bảo Anh Bồ Tát Trung Trú Bồ Tát Chế Hạnh Bồ Tát Giải Thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ thực hành vô lượng hạnh nguyện. Quyền ngành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức vào pháp tàng của chư Phật rục rạo dạy thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật hòa. Rời cung trời đâu xuất giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuất gia cổ hành học đạo thì hiện tượng theo thế gian pháp đem sức định huệ hàng phục ma quán đắc pháp di diệu. Thành bậc tôi chánh giác người trời uy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp âm giác ngộ thế gian phá thành thiền não đắp áo tham dục gột sạch câu quế hiện bài đức thanh tịnh. Điều phục chúng sanh tiền thiệt diệu ly tịch công lý đức gây tạo phước điền đem pháp dược cứu liệu các khỏi ba cõi làm pháp quán đánh thọ ký bồ đề. Giáo hóa Bồ Tát nên làm A Xà Lê biểu thị vô biên công ảnh thành thục vô biên thiện căn cho an Bồ Tát vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi Phật đều có thể thể hiện như vậy. Như nhà ảo thuật biến ra các hình tướng nhưng các hình này không có thật tướng bậc Bồ Tát này cũng lại như vậy đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật dẫn nhất quần sanh. Hóa hiện các thân mạo như anh chớp pha tan lưỡi chấp thọt dây tràn buộc qua khỏi quả dĩ tánh văn bích chi chứng nhập ba pháp công vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện hiển thị ba thừa. Đối với hàng trung ả căn thị hiện có việc đổ chân đặt vô sanh vô diện vào sâu tiên định được vô lượng trăm ngàn pháp tổng trì ngộ nhập qua nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tổng trì tam muội.
Văn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng được Phật quanh khắp đi khắp cõi Phật được biển tài của Phật vào hành nguyện của hiền thông đạt tiếng nói các chúng sanh cai thị thật tưởng vũ trụ. Vượt khỏi các pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh đối với dạng vật tùy ý tự tại với lục đạo phàm phu làm bạn không thịnh dân giữ pháp tạng nhiễm màu Như Lai. Hỗ trì giống Phật khiến công vật phát rộng lòng thương xót ngũ tình nói lời từ ai trao pháp nhãn đúng đường ác mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở. Cứu giúp phò trở mong độ chúng sanh nên bờ giác ngộ quyết được vô lượng cũng được trí huệ sang số công thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy. Đồng lên pháp ngồi lại có 500 vị tỳ kheo ni 7000 vị u bà tất 500 vị u bà di bà chư tiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến dự đại hội. Phẩm thứ ba đại giáo viên cõi bây giờ được thể tôn nguyện trăm ngàn sắc tướng quay quang sáng chói như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ. Ngày nay Đức Thế Tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh tràn rỡ nguy nguy cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hiểu liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo vai hồ. Quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hạnh tôi thắng của chư Phật. Quá hiện vị lai Phật Phật nhớ nhau Thế Tôn vị nhớ chư Phật quá khứ ai chư Phật vị lai ai nhớ chư Phật hiện tại phương khác. Vì sao lại có quay thần hiển diệu? Thù đặc như vậy cuối sinh Đức Thế Tôn chỉ dạy bây giờ Đức Phật bảo tôn giả năng lành thai ông vì thương xót lợi là các chúng sanh mới hỏi điều gì hiểu như vậy. Lời thưa hồi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn 100.000 gián lần nhiều kiếm bố thí cung dương các bậc là an bích chi Phật cũng chưa tiên nhân loại và các loài bò bay xuống đồng. Trong một tiếng ngã vì sao vậy chứ tiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sau đều nhân lời hồi của ông hôm nay mà được độ thoát này nan Như Lai vì lòng đại bi. Vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời tiên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp có thấy như hoa u đàm. Hiếm khi xuất hiện lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn nàng nên biết trí chánh giác của Như Lai rất có xe đường không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân già cá cân không có sanh diệt vì sao vậy định huệ của Như Lai không đạt vô cùng tối thẳng tự tại với tất cả pháp a nan ai lắng nghe. Khéo nghĩ như đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ. Phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa này nàng ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có được Phật xuất thế hiệu là thế gian tự tại dưỡng Như Lai.
ưng cung đặng chánh giác minh hạnh túc thiện tại thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn được Phật đó trụ thề quá độ 42 kiếp. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiều nghe Phật thuyết giảng đạo lý, tâm sanh quan nghị lãnh ngộ liền phát tâm vô thượng chân chánh. Bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn, hiểu là pháp tạng tu hành Bồ Tát thực hành cao siêu trí huệ giống mạnh tâm tinh lý dạy để nhắc lại có hạnh nguyện thù tăng. Định huệ tăng thượng kiến cô bậc đồng tu hành tinh tấn đến trước đức Phật đảnh lễ quỳ gối chấp tại tăng tăng phát đại thệ nguyện nói kể rằng thân Như Lai di diệu đoan nghiêm, thế gian không ai sánh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyệt quả châu lưu mơ cả thế tôn diễn thiết một âm thanh thì loại hữu tình tại không ai hiểu. Lại ai hiện sắc thân đẹp đẽ tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa pháp âm đến vô biên cõi tiên dương pháp giới định tịnh tăng. Thông đạt rộng sâu pháp nhiễm màu đi huệ rộng lớn như biển cả nói tâm thanh tịnh dứt trần lao tràn vô biên đường ác thủ mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tam sân đều dứt sạch. Thiệt hẳn giọng hoặc đắc tâm mỗi như vô lượng Phật đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh ai cô tất cả sự khổ não sanh và bến chết của chúng sanh. Thường tu bồ tí giới nhận nhục tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến được độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật giả sư chúng cũng dường hằng xa tánh. Không bằng kiến giọng cầu chánh giác nguyện an trụ vào tam địa hằng phong hào quang khắp chiêu khắp nơi chăm đến được vào nơi thanh tịnh thụ thắng tan nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi. Mau về cõi con hưởng an lạc thường dân từ tâm cứu hữu tình độ tận vô biên chung sanh cô con nguyện quyết định kiên cố tu. Xin Phật thanh tri chứng biết cho dù cho tăng nát trong các khổ nguyện tâm như vậy thầy không thôi. Phẩm thứ năm chí tâm tinh tần pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn con nay tu hành Bồ Tát đã phá tâm vô thượng chánh giác. Giữ nguyện làm Phật tất được như Phật nguyện đức Phật vì con trong giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sang số hào quang sang chói thiên tâm quốc độ lan khắp mười phương trời người cho đến xuất sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây. Tất cả đều hơn các cõi phở khác có được chân đức Phật thế gian từ tại dương liền nói với Pháp Tạng rằng thế như có người lường nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đại người đã hết lòng. Cầu đạo tinh tấn không dứt quyết xa đỡ kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tu được cõi Phật trang nghiêm việc tu hành như thế.
Người nên tự biết với việc thanh tịnh cõi Phật, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được, cõi sinh Đức Như Lai. Ân chánh biến tri rộng nói vô lượng vi diệu cõi nữa của chư Phật, khi con được nghe ca pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tập thể nguyện, con mới được viên mãn. Đức Phật thế gian tự tại vương, biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tạng, liền nói công đức nghiêm tịnh rộng lớn viên mãn, cõi nước của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền pháp nguyện vô thường, thù tăng nơi các cõi xấu đẹp thiện ác của trời người suy lượng rốt ráo. Kiên tâm chọn lửa kết thành đại nguyện, tinh cần cầu tiên kinh cần duy trì tu tập công đức đầy đủ năm kiếp, ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông suốt thành một nước Phật, khi đã tu tập rồi lại đến chỗ của Như Lai, thấy từ tại dương cuối đầu lại sát thân nhiễu Phật ba chồng, rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói: lành tai nay chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cùng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sau phát đại thể nguyện pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh Đức Thế Tôn, thương xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề, thành đẳng chánh giác rồi cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, công thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngã quỷ súc sanh các loài, nếu có chúng sanh trong ba đường ác, cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con thật thành na nổ đa la tam miểu tam bồ đề, không đổi lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện tay không thành vô thượng chánh giác, khi con thành Phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tương sắc vàng rồng đủ 32 trường tôn đủ tương đại trượng phu, đoan nghiêm chánh thực tất cả đồng mộc dung nhan, nếu có tốt số hình thể sai biệt thầy không thành chánh giác. Khi con thành vợ các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương, cảm ba đời khứ lai hiện tại, nếu không được như nguyện tay cũng thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách tâm ngàn vạn ức cõi Phật, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại ba la mật đa trong quảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cũng dường thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định trụ đến đại nhất bàn thầy không thành chánh giác.
Khi con thành vợ có quang minh vô lượng, chiêu khắp mười phương chư Phật gặp ngàn vạn lần. Sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không mà được như dây tê không mà thành chánh giác. Khi con thành vật sống lâu vô lượng vô số, tánh nhân giả trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giá như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bậc viên giác trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm, nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con nói không được quốc độ của con thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh, nếu con hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không mà được giảng sanh thề không thành chánh giác, ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch thì ban chánh pháp. Chỉ con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh, nếu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật kiên cố, công lùi lại đem các căn lành nội hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chúng con cùng thanh chúng Bồ Tát liền lên tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất tối chuyển, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành vật chúng sanh trong mười phương nghe danh, nếu con nhớ nghĩ nữa con phát tâm bồ đề kiên cố, không thối lui trong các căn lành ắt lòng người hướng sanh về cực lạc. Điều được tại nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh, nếu con hết lòng sám hối làm các điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nữa con, mạng chung công lạc vào ba đường ác liền sanh về nữa con, nếu không mà được như dây tê không mà thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh, nếu con má thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề chán ghét nữ thân, mạng chúng liền qua thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vạn chúng sanh khắp mười phương nghe danh, nếu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mãn đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên gia người đời hết lòng tôn kinh. Nếu nghe danh nếu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quy cả căn đầy đủ thường tu thù thắng hào phạm hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có tên ba đường a à, chúng sanh sanh vào nữa con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệt não tâm được mát mẻ hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận, nếu còn khơi tưởng ném tâm đắm thân sao thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim căn bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu thấy trí huệ biện tài không cùng tăng.
Trọng nói pha các pháp mỹ yêu giảng kinh thiệt pháp tiếng như chuông vang, nếu không được như chạy thầy không thành chánh giác. Khi con thành phẩm chúng sanh sanh vào nữa, con quyết chắc đến bậc nhất sanh bổ sư trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh vào hóa hữu tình. Khuyên phát tính tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền tây sanh vào thế giới khác ngần lìa an tu hoặc thích thiết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tỷ tu tập. Thái điều nhiên mạng nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng thì ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật giảng giặc trong cõi nước, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sắc thù thắng như chịu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc hình tướng lồng lẫy và số lượng chúng sanh đó dần dần, nếu không được như chị thầy không thành chánh giác. Khi con thành vật vô lượng cây cảnh trong cõi nước, con cao trăm ngàn vô tuần cây làm đạo tràng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây báo cùng mở được thấy rõ vạn tướng như xem trong gương, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vần cõi nước rộng rãi nghiêm tĩnh sang chói như gương chiều khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương chúng sanh thấy rồi sanh tâm nghi hộ, nếu không được như dây tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tộc giới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cũng điền lầu các ao nước hoa cây dân dân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành hương tôm sông khắp mười phương thế giới, chúng sanh người được điều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vỡ các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát khổ đắng tam muội các môn tổng thì vào tam ma địa cho đến thành Phật, tuy ở trong đình thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định đi, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vỡ các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp đỡ pháp môn Đà La Ni thanh tịnh quang hỷ an trụ trong thể tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ tri đức mà không chứng được ba nhẫn nơi Phật pháp mà không chứng được bậc bất thối chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy quyết thành chánh giác này A Nan, bây giờ tỳ kheo pháp tạng pháp nguyện rồi liền đọc bài tụng con lập nguyện ơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này, nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng khổ, khiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh các căn lành thành tổ quá bồ đề. Con nếu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nữa, con tân kiếm sắc như Phật tướng tốt thấy viên mạng cũng đem tâm đại bi
lợi ích các quần sanh ly dục sâu thiên linh tịnh huệ tu phàm hạnh nguyện đem trí huệ sáng chiếu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cứu khỏi các ách nạn giúp sạch khổ tâm đô diệt phiền não ám khai sáng mắt trí huệ chứng đường thần quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tạng pháp rộng tri bao cũng được tri vô ngại như Phật làm các hạnh từ mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thiên pháp sư tử hôm rồng đổ các hữu tình nhưng mãn lời pháp nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tâu đại liên tay chân động cả thiên thần trên công mưa xuống trần diệu hoa này á nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chấn động sao cách hoa trời rui cấp ma âm nhạc tử trỗi công trung vang lời khen việc chắc thành vô thượng chánh giác phẩm tư tam tích công lễ nước này á nan pháp tạng tỳ kheo ở trước Như Lai tây tư tại dương già giữa trại chúng trời người pháp phần trái nguyện này rồi an trụ trong huệ chân tầng dòng mảnh tinh tầng một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quốc rộng lớn siêu việt thắng diệu kiến lập dình diễn tuyệt không ngư hoài không biến đổi trong vô lượng kiếp vung trồng nương ảnh công cởi tướng dục ba độc chẳng đậm sáu trần chỉ kiên nhớ nghĩ chư Phật ở quá khứ thả tu căn lành hành hành tịch tỉnh ra lìa luôn dối chân đây muốn làm cả công đức công này các khổ trong muốn biết đủ chuyên cầu pháp thanh tịnh đem ân về lợi ích vòng sanh chí nguyện công mỗi thành tổ các nhẫn đời vơi hữu tình nói lời từ ái vui vẻ hòa diệu khiến vũ kích lễ cung kính tam bao phòng sở sơ trường không giả dối nịnh ngót nghiêm trang đừng đăng cuồng phép nhật mật quan pháp như quyền tam mỗi thường tịch giữ gìn cầu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất quái nghi giữ gìn ý nghĩa tinh tịnh công nghiêm nếu có quật thành xóm làng quyến thuộc trần bảo không sanh tam tước hằng hành đô thí trì giới nhân nhục thanh tăng thiền định trí huệ sáu ba la mật dâu chúng sanh an trụ đạo nhân trưởng tranh giác do thành tụng các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng khó báo hoặc làm trường giả cư sĩ hào hiệp tôn quý hoặc làm sắc lợi quốc dương chuyển lưng thành dương hoặc làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm dương cung kính cũng dường chư Phật chưa từng gián đoạn những công đức như vậy chẳng thể kể hết miễn thường tỏa hương tôm như hương chiến đàn hương tôm hoa sen hương tôm mấy sông cập vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm đủ 32 tướng tốt đủ 80 nét đẹp tay thường xuất sanh châu báo vô tận tất cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thường để lợi lạc ngũ tình do nhân viên ấy khiến vô lượng chúng sanh pháp tâm mà nâu đã là tam miểu tam bồ đề phẩm tư chính thành tựu viên mãn này a nan pháp tạng tỳ kheo tu hạnh bồ tát tích công lễ đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả hết chỗ pháp thầy thành tựu viên mãn như thật an trụ cụ túc trang nghiêm hoài được rộng lượng thanh tịnh cõi Phật được tôn giả nàng nghe được Phật nói lời ấy rồi cũng kính thưa rằng
Bạch Đức Thái Tôn Pháp Tạng Bồ Tát chứng Bồ Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi, hay chưa thành Phật, ai đã thành Phật nguyện ở thế giới khác được Thái Tôn nói được Phật Như Lai kia. Đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không về, không có quá hiền vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh hiền ở phương Tây. Cách kia diêm phù đề này người gian ức coi Phật thế giới đó gọi là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật nghĩa là A Di Đà thành Phật, đến nay đã được mười kiếp hiện đang thiệt pháp có vô lượng vô số Bồ Tát thánh văn cũng kính dây quanh. Phẩm thứ mười điều nguyện làm Phật, lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật, khi làm Bồ Tát viên mãn hạnh nguyện rồi, A Xà Dương Tử cùng với 500 trưởng giả biết được điều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật nịnh lễ và dân hóa xong rồi về, ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật biết tâm nguyện của họ, bảo các tỳ kheo rằng các dương tử này sao sẽ thành Phật, đời trước khi còn tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã từng mà cũng mơ trường. Bốn trăm mất Đức Phật thầy Phật Ca Diếp Hoa là đệ tử ta, nay lại đến cùng dường ta, các tỳ kheo nghe Đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm 11 cõi nước nghiêm tịnh này, anh ăn cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có danh từ khổ nạn ác thú ma nào, cũng không có bốn mùa nóng lạnh sáng tối, không có sông biển lớn nhỏ gò nông hầm hố gai gốc đá giỏi, núi Thiết Vi núi Tu Di Đất Đa núi non chỉ là tự nhiên bằng mấy báo vàng rồng làm đất rồng rầy, bằng phẳng không có hàng lượng kỳ diệu tu lễ thanh tịnh trang nghiêm tù thắng ngân tất cả thế giới khắp mười phương tôn giả nàng nghe rồi thưa Phật mạch đất Thế Tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên dương và đau lợi thiên nương trở vào đâu này, á nan trời và ma trời đâu sức cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu tôn giả nan thưa bạch đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên công thầy nghĩ bàn lớn đức phật hỏi a nan bậc tự nghị nghiệp ông có thể biết chân quả bảo thân ông bất khả tư nghị, nghiệp báo chúng sanh cũng bất khả tư nghị, căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, tánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị, đất nước chúng sanh công đức thiền lực trụ hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả nên thưa mạnh được Thế Tôn, nghiệp nhân và quả báo công tay nghĩ bàn được đối với pháp này, thật con không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm 12 ánh sáng chiếu khắp này, A Nan quay tăng gia quang minh của Phật A Di Đà tối tôn để nhắc quang minh của chư Phật khác chẳng sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hằng xa cõi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ cũng lại như vậy, hào quang trên đỉnh chiếu xa 1, 2, 3, 4 do tuần. Hoặc trăm ngàn gián ức do cơn nào an các đức Phật khác, hoặc chiếu đến 1, 2 cõi Phật, hoặc trăm ngàn cõi Phật chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng.
Vô số vô biên cõi Phật nào an, chư Phật chiếu ra có xa có gần. Vì bốn nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên trí thành Phật tử có hàng lượng. Quang minh đức Phật Di Đà sáng chói gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhật nguyệt công quý trong cả ánh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng hiểu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đằng quang tri, Phật trí huệ quang, Phật trường chịu quang, Phật thanh tịnh quang, Phật quang hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật ngang ổn quang, Phật siêu nhật nguyệt quang, Phật bất tư nghị quang. Quang minh này chiêu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào gặp được quang minh này thì cầu huệ tiêu diệt, điều lành phát sanh thân ý và diệu nếu ở tâm đồ chịu khổ cùng cực. Thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn, chúng đường giải thoát chúng sanh nào nghe được quay thần công đức quang minh này, ngày đêm khen nói chỉ tâm công nghĩ thì theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm 13 tòa mạng đại chúng vô lượng này A Na Đức Phật vô lượng tòa mạng, sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng tánh văn tân trí thông đạt năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại muốn kiện liên có thần thông bậc nhất, trong một ngày đêm biệt hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sự chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng quả duyên giác, mọi mỗi duyên giác thời gian ước năm co thần thông như một kiện liên đem hết trí lực, suốt đời cũng không tính đếm được, ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thánh văn trong Phật nói kia. Vì như miệng lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tan ra thành bụi, rồi lấy một hột bụi ấy tâm một giọt nước biển, nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả. Chẳng lấy gì nhiều này anh an ca ca, vì muốn kiện lên tay còn biết được số lượng, còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mãn của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thanh văn thiên nhân ở coi ấy cũng như vậy, không thể lấy con số thì dù mà biết được. Phẩm 14 cây bao cấp nước, còi nước cực lãng có nhiều cây bao, có cây xuân băng vàng hoặc thần bạc lưu ly thị tinh hổ phách mỹ ngọc mã não, hoặc do một thứ báo mà thành. Quảng do ai ba cho đến bảy báo xen nhau hiệp thành gốc thân cành, do báo này thành hoa lá quả, do bao khác thành có cây gốc bằng vàng, thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh, làm ngọn hổ phách làm lá. Mỹ ngọc làm mà hoa mà não làm quả, lại có các cây do bay bao xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả, mỗi bao có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau. Thân thân xây nhau cành lá hương nhau, hoa quả xứng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể dìa tiền tả xiết, khi gió lay động phao trăm thanh di diệu, các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nước. Phẩm 15 bồ đề đảo tràng, cây bồ đề nơi đảo tràng cao 400 vạn dặm, chú di rồng 5000 do từng cành lá, bốn phía 20 vạn dặm do các báo tự nhiên hiệp thành, hoa quả xung xây chói sang cùng khắp. Lại có các ngọc má ni ông lục xanh trắng, và các bao quý nhất kết thành chuỗi trang hoàng, các cột báo vàng ngọc chuông cảnh kinh treo khắp nơi, lưới dòng trân diệu trăm ngàn dáng sắc văn mắt trên không vô lượng tia sáng.
phản chiếu lẫn nhau rất vi diệu, tất cả trang em tùy hiểu nên do nhà tội đến lai đồng cảnh lá phát ra vô lượng âm thanh dìa diệu pháp vang khắp các cõi Phật âm thanh vô dương qua nhà tội thân mập nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng người mùi nếm trái chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sao căn thành tịnh, không có não loạn trụ vào bất thối kiện cho đến khi thành Phật. Nếu thấy nửa cây ấy thì được ba nhận, một là ông hường nhận, hai là nhu tuân nhận, ba là vô sanh pháp nhận. Này a nan, qua quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy, là do sức quay tầng ban nguyện đầy đủ kiên cố của canh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 16 nhà cửa lộ áp giảng đường tính xá lộ quán lan can nơi cõi Phật vô lượng tỏ cũng do bay bao tự nhiên hòa thành lại có bạch châu ma ni nghiêm sức sang chói không bị đường cung điện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tùng kinh thở kinh nghe kinh đi kinh hành trên đất tư đạo và tòa thiền trên công trung cũng có chỗ giảng tùng thở thánh kinh hành. Nhưng vậy tư đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng. Tư đà ma na hàm quẳng là gì chưa chứng duy việc trí thì chứng duy việc trí, các vị ấy tự niệm đạo thiết đạo hành đạo đầy đủ pháp hỷ. Phẩm 17 suối ao cung đức hai bên giảng đường có ao suối trái quanh ngang dọc sâu càng bằng nhau hoặc 12 hoặc 100,000 do tuần phẳng đẳng thơm mà sạch. Nước đổ tám công đức trên bờ có vô số cây chiên đàn hương cây trái các tường hoa quả thơm to chiêu sang rực rỡ lá dày che khắp trên áo tỏa ra các mùi thơm hương thơm toàn trong gió theo nước bay xa thế gian công quý được. Các ao bằng bảy bao đái bằng can chàng các hoa sen u bát la bạc đầm ma cầu vật đầu phân đà lấy nhiều màu rực rỡ khắp trên mặt nước chúng sanh muôn tâm nếu muốn nước đến chân đến gối đến lưng đến cỏ hoặc muôn rươi khắp sân muôn lành muôn âm chạy mạnh hay từ từ nhất nhất theo ý muôn giá dục phá phạt giáp tánh phá mê cây ngộ sạch sẽ yên tĩnh các phá báo dưới đáy phản chiêu khắp nơi sống gợn lăng tăng. Phát ra vô lượng âm thanh di diệu nào tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tịnh tiếng vô sanh vô diệt tiếng thập lực vô quỷ tiếng vô tánh vô tác vô ngã tiếng đại từ bi xả tiếng cam lỗ quán đình thọ vị khi nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tốt căn lành ý muốn pháp nào chỉ có pháp đó phát ra. Nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thôi tâm bồ đề, những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thất bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt. Không còn nghe tên khổ não khổ nạn của tam đồ gia vũ, còn không có là có khổ chỉ có tiên vui thế tự nhiên, do vậy nước đó gọi là cực lạc. Phẩm 18 miếm có siêu vỡ thế gian dùng sặc chúng sanh nước cực lạc lòng lẫy hơn ngắn thế gian đông một hình thể không có tướng sai biệt chỉ vì thuận theo lề lối các phương khác.
nên có tên tiên nhân này á nan vì như ở thế gian kẻ nghèo khổ xin đứng bên đây nhân diện mạo hình trạng có thể sánh bằng không để dương nếu so với chuyện luân tính dương thì thô bị xấu xí như kẻ xin chuyện luân tánh dương ngoài tượng bậc nhất nếu so với vô cùng trời đau lợi lấy càng xấu tệ trời đế thích so với cõi trời thứ sáu thu xa trăm ngàn lần. Cõi trời thứ sáu tuy dung mạo xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sánh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc được đến như cung điện y phục ẩm thực như là những vật ở cung trời tha hóa tự tại. Còn như quái đức phẩm vị thần thông biên hóa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ức lần tất cả cõi nhân tiên không thể tính nổi được năng nên biết cõi nước cực lạc của Phật vô lượng thọ. Có công đức trang nghiêm công thể nghi bàn như thế. Phẩm 19 thọ dũng đầy đủ lại nữa chúng sanh ở thế giới cực lạc hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy dung tướng mạo đoan nghiêm. Phước đức vô lượng trí huệ sang suốt thần thông tự tại thọ dụng công túc cũng điện phục sức hướng hoa phan cai tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chén bát bằng bảy báo tự nhiên hiện ra. Trong tư thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy sắc người hướng ăn bằng ý tưởng sức lực tăng trưởng không có đại tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham liên hướng gì. Dùng rồi liền biến mất đến giờ ăn lại yến ra lại có nhiều y phục bao đẹp dài mũ áo bằng anh lạc trăm ngàn màu sắc sáng chói như lượng tất cả tự nhiên mặc vào thân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi báo gắn trên công linh bảo treo cặp đẹp đã là lùng bông loáng sang người ở sức trạng lệ đồ các lan can máy hiên điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung hoặc trên đất bằng. Thanh tịnh yên ổn vi diệu an vui tỳ hiện đến đầy đủ. Phẩm 20 gió đức mưa hoa còi nước đức Phật đo đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới dân và các cây bao pháp ra thanh di diệu viên nội pháp khẩu không vô thường vô ngã. Các ba la mật lưu bố giảng thứ hương được ngài nghe được rồi thiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được việc tận đình. Lại thổi bảy hàng cây bao thổi qua tu lại từng loại màu sắc trái khắp mặt đất thừa lỡ theo sắc không có tạp loạn im dịu sáng sạch như đồ là miền chân đi lên lũng sâu buông lỏng tay. Khi dở chân lên lại bằng phẳng như cu qua khỏi giờ ăn qua ấy tự mất mặt đất sạch sẽ lại mưa hoa mới thì theo thời tiết rơi cùng khắp như trước phấn phát như vậy sáu lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21 sen báo Phật quan lại có nhiều hoa sen bao cùng khắp cả nước mỗi mỗi hoa bao có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hóa xanh thì ánh sáng xanh
hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cùng lại như vậy lại có vô lượng diệu bảo trăm ngàn ni lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhật nguyệt hoa sen to hoặc nửa gió tuần hoặc một ngày ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phát ra ba mươi sáu trăm ngàn ức tia sáng trong một ánh sáng có ba mươi sáu trăm ngàn đức Phật sắc thân tử kim tướng tốt thùa đắc mỗi mỗi đức Phật lại phóng ra trăm ngàn ngào quan chiếu khắp mười phương nói pháp di diệu chư Phật ngày muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm ai mươi ai quyết chứng cực quả lại này A Nan cõi nước đức Phật đó không có cảnh tội tâm đèn đốt nhật nguyệt tinh tú ngày đêm cũng không có tên năm tháng kiếp số lại không có sự tham đâm nhà cửa. Mọi nơi không có danh hiệu tiêu thức cũng không có ở nhà ở riêng biệt khi có sự hưởng thọ thanh tịnh an lạc tối thượng nếu có trai lành gái tính nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trú nơi chánh định. Quyết sẽ chứng đỡ ngã nổ đá la tam miêu tam bồ đề tại sao vậy nếu có tà định ai bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc được. Phẩm mai mươi ba mười phương chư Phật tán thang lại nửa năng ngà xa số thế giới ở phương đông trong mỗi thế giới có hằng xa đức Phật xuất tướng lưỡi rộng dài. Phong vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi công đức bậc khả tư nghị của đức Phật vô lượng thọ hằng xa thế giới chưa Phật ở chính phương ca cũng đồng xuân tăng như thế tại sao vậy? Vì muôn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu được Phật vô lượng thọ phát tâm tinh tịnh nhớ nghĩ thọ trì quy y cũng dường cho đến phát một niệm tinh tinh nếu có căn lãnh nào chỉ ở tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc ấy. Tùy nguyện vãng sanh nở bông tối chuyển cho nên qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phẩm ai mươi bốn ba mật giảng sanh này A Nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chỉ ở tâm nguyện sanh về cõi ấy có bạn bậc thượng phẩm là những người xuất gia rìa tham dục làm sao môn phát tâm bồ đề. Chuyên tâm niệm Phật Di Đà làm cả công đức nguyện sanh về cõi đó những chúng sanh này khi mãn chúng đức Phật Di Đà cùng thanh chúng hiện đến trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó. Tự nhiên hoa xanh rộng hoa sen bảy bao trí huệ giống mình thần thông tự tại này A Nan nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật Di Đà phải phát tâm vô thượng bồ đề phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc. Nhóm chứa nửa căn lành nào nên đem mùi hướng do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bậc bất tối chuyển cho đến quả vô thượng bồ đề. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề kiên tâm niệm Phật Di Đà tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trái giới xây dựng tháp tượng cũng dường treo phan đốt đèn dân cung hoa hương
tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc ghi mạng chung quả thân đức Phật Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng dây quanh hiện trước người đó. Nhiếp thọ tiếp nhận liền theo quá Phật sanh về cõi cực lạc mở mật bất tôi chuyên vô thượng bồ đề công đức trí huệ cái bậc thượng phẩm. Hàng hạ phẩm là những người giả sử không ai làm cả công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề kiến tâm niệm Phật Di Đà vui mừng tính sâu công chúc nghi ngờ hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mang chung mộng tay đức Phật cùng đơn vãng sanh công đức trí huệ cái bậc trung nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thánh tịnh hướng về đức vô lượng thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc. Nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo cho đến được một niệm thanh tịnh Phật, một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó, người này mang chung thấy Phật Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước cực lạc. Được bất tối chuyển vô thương bồ đề lại này năng nếu có trai lành gái tính nào nghe kinh này thọ trì độc tụng biên chép cũng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực lạc phát tâm bồ đề. Giữ các giới cấm bền vẫn không phạm lợi ích hữu tình làm được chút điều lành gì điều ban bố cho khiến được an vui hằng nhớ nghĩ đến được Phật A Di Đà và cõi nước cực lạc ở phương Tây. Người ấy khi mạng chung có sắc tướng trang nghiêm như Phật sanh về cõi báo mau được nghe pháp vĩnh viễn không thôi chuyển. Phẩm ấy người làm chánh nhân giảng sanh lại nữa nan nếu có chúng sanh muốn sanh về nữa kia thì không xiển năng thiền định nhưng lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật. Không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không tiêu dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê ngày đêm nhớ nghĩ đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. Có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm, chí tâm quy y đảnh lễ cũng dường người ấy khi mạng chung không kinh sợ, tâm không rối loạn liền được giảng sanh về cõi cực lạc nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia. Không rảnh tu trai giới nhất tâm thanh tịnh, lúc rảnh rỗi yên tịnh thắng tâm tiệt dục bỏ lo lắng từ tâm tính tấn không hờn giận gánh ghé không tham tiếc keo kiệt. Không ân hận hồn yêu thuận trung tính tinh sau lời Phật dạy tính làm lành đẳng phước phùng thì các pháp như vậy không được thiếu mất suy nghĩ chính chắn muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện được vãng sanh. Về cõi thanh tịnh của Phật Di Đà trong mười ngày mười đêm cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ khi mạng chung được giảng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát những người giảng sanh đều được bất thối kiền. Thân sắc độn 32 tưởng tốt sẽ được thành Phật nếu muốn thành Phật ở một phương cõi nào khác theo tâm ước nguyện tùy sự chuyên cần sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ. Sẽ đỡ kết quả không mất chi nguyện này nên do điều lợi này nên vô lượng vô số bất khả tư nghị vô biên thế giới chưa Phật Như Lai đều sân dưỡng tan phán cũng được Phật vô lượng thọ.
Phẩm 26 lễ cúng nghe pháp lại nữa, A Nan chúng Bồ Tát ở mười phương Tây giới muôn đảnh lễ Phật vô lượng Phà ở thế giới cực lạc đem hướng qua tràng phan bảo cái đến chầu Phật cúng kinh cúng dường. Nghe giảng kinh pháp và xưng danh ca ngợi sự tiên dương quá đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà Bi, chờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng đông phương ca cõi Phật sâu nhiều như hằng xa. Hằng xa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng to nam mà Tây Bắc bốn phương thường ngã cũng như vậy, thấy chỉ tâm tôn trọng dân cùng các sân diệu phát những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thân. Cứu cánh thần thông huệ chứng nhập sâu pháp môn, nghe được danh hiệu Phật năng lành được lợi lớn trong các sự cũng dường xuyên tu công biển trễ quán cõi thù thân kia dìa diệu khó nghĩ bằng. Công đức rất trang nghiêm cõi Phật khác kho bằng nhân pháp tâm vô thượng nguyện mau thành Bồ Đề, bây giờ vô lượng thọ kim cung hiền mỉm cười hào quang từ miệng ra. Chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vọng vào đánh Phật Bồ Tát thấy quán này liền chúng bất thôi kiện tất cả trong chúng mọi đều vui mừng hơn hở lời Phật như sấm vang. Tiếng bát ngâm vi nhiễu Bồ Tát mười phương đến Di Đà tâu rõ tâm chia cầu cõi nghiêm tịnh thọ kia sẽ thành Phật biết rõ tất cả pháp như mộng hiển tiếng giang trọn đầy các diệu nguyện. Quyết thành như cực lạc biết cõi như ảnh tượng phát tâm tề nguyện lớn rột ráo hành Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ kia sẽ thành Phật thông đạt các pháp tánh. Hết thảy không vô ngã kiên cầu tình cõi Phật quyết thành như cực lạc nghe pháp vân phùng anh đạt đến chốn thành tịnh tất được vô lượng công thọ kia thành chánh giác thù thắng vô biên cõi do nguyện lực Di Đà. Nghe danh cầu vãng sanh đến mật bất tội kiện lập thể nguyện Bồ Tát nguyên cõi này không khác khắp độ hết thảy chúng đều phát tâm Bồ Đề bỏ thân luân hồi rồi đều được lên bờ giác phụng sự giảng ức Phật giáo khắp các cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cực lạc. Phẩm 27 ca tán Phật đức này năng Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ quay thần của Phật ở trong quàng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cũng dường những hóa hương tràn phan. Đồ cúng dường khởi tâm liền hiền đủ các thứ trân bảo thù thắng trên tay thế gian cũng tại có đây cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn trải qua liền trên không trung các hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn. Lần có trăm ngàn sắc sáng mỗi sắc có hương tôm khác nhau to ngạc muôn phương đại hoa nho đủ mười do tuần cứ dậy lớn dần trùm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trước sau tự là bận hiện nếu không có ai cùng qua mời thì qua cũ không rơi xuống lơ lửng trên công quan tiên nhạc với diệu tan tháng Phật đức chốc lát trở về bốn quốc tụ họp tại giáng đường. Thất bảo nghe Phật vô lượng thọ rộng giảng diệu pháp tâm ý thông tiện vui mừng đại ngộ lại co gió tóm tội hàng cây bảo phát âm thanh vì diệu vô lượng hương tâm theo bóng gió bay khắp bốn phương theo như ý nguyện cũng dường công dứt.
chư thiên đem trăm ngàn hoa hương dạng tứ kỳ nhã đến cung dường Phật và chúng Bồ Tát thanh văn chư thiên trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức quay tầng bổn nguyện của Phật vô lượng thọ. Và đã từng cúng dường các đức Như Lai có căn lành tường tục không giảm thiếu khéo tu tập khéo nhất thủ khéo thành tu vậy. Phẩm 28 đại sĩ thần quan này nên chúng Bồ Tát tại cõi Phật đó nghe thầy khắp cả không gian và thời gian biết hết tâm ý thiện ác lời nguyện cầu khi nào được thoát ly lục đạo. Được khai ngộ được vãng sanh của chư thiên nhân loại cho đến các loại bò mò bay xuống động chúng thanh văn ở cõi Phật kia có thân sáng tam thức ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa 100 do tuần. Có ai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất quay thân và ánh sáng chiếu khắp 3000 cả ngàn thế giới tôn giả năng thừa Phật bạch Đức Thế Tôn hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phật nói một vị tên là Quan Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí, ai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi Ta Bà tu hành Bồ Tát được sanh về cõi Cực Lạc thường ở hai bên tà hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật liền đến liền ở thế giới này làm nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tinh ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ. Chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quan Thế Âm thì không có nạn gì mà không đỡ cứu thoát. Phẩm 29 nguyện lực hoằng sâu lại này a nan tất cả Bồ Tát ở cõi Phật ấy hoặc hiện tại ai vì lai đều rất rốt ráo được nhất sanh bổ xứ chỉ trừ pháp đại nguyện vào trong sanh tử để độ hoằng sanh. Làm sư tử hống mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thầy nguyện của mình. Tuy sanh trong đời ác ngũ trượt thì hiện đồng loại cho đến thành Phật không thọ ác thú sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Ý của Đức Phật vô lượng to muôn độ toàn tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới sanh về cõi Cực Lạc đặt đến Niết Bàn đã làm Bồ Tát thì quyết chắc thành Phật đã thành Phật rồi trở lại giáo hoa độ thoát. Truyền chuyển không nghĩ thánh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật đến đó đạt đến Niết Bàn chứng quả Phật số nhiều không thể tính được trong cõi Phật đó chỉ có một pháp không có tăng thêm gì sao vậy. Vì như biển lớn là vua các dòng nước chảy vào biển cả nước trong biển này cũng không thêm bất cõi Phật A Di Đà vĩnh viễn rộng lớn sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lũy đức khi con làm Bồ Tát ẩn đức bộ thị của Phật vô lượng thọ khắp mười phương không cùng cực sâu rộng không lường không thể nói hết được. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại này a nan tiên định trí tuệ thần thông quay đức các ca vị Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn mật tạng chưa Phật rất sâu xa rốt ráo sáng tỏ điều phục các căn.
thân tâm nhu nhẹn tâm nhập chánh huệ, không còn dư tập thực hành theo lời Phật dạy, hành thất giác chỉ tu ngũ nhãn rõ biết chân đế đạt cả tục đế nhục nhãn, thì sau đó thiên nhãn thấy thông suốt pháp nhãn tây biết tánh tình huệ nhãn, biết rõ chân công Phật nhãn đầy đủ công năng, biết rõ pháp tánh biển thầy tổng thì tự tại của ngài, biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian, nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa ly, cứu độ các hữu tình nguyện, nói chính pháp vô tướng vô nhi vô phật vô tác vô phân, ai biết xa lìa điên não đối với Phật thọ dụng, không có tư tưởng chỉ mà giữ đi khắp cõi Phật không ưa không chăng, không mong cầu cũng không chấp trước, cũng không có tưởng quán hận đây kia. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích, xa lìa chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng chân tật trí thấu rõ các pháp là như như, biết rõ phương tiền giảng giải về tứ đế, không thích học thuyết thế gian, thích luận chánh pháp, biết tất cả pháp đều không tịch, tập khí phiền não chướng và sở trí chướng đều giúp sạch ở trong ba cõi, bình đẳng siêng tu cụ kinh nhất thừa đến bờ giải thoát, quyết dứt lưới ngay chứng vô sở, đặc dùng phương tiện trí tăng trưởng hiểu biết, an trụ thần thân được nhất thừa Phật quả, không nhờ vào người khác. Phẩm 31 công đức chân thật trí huệ quyến tâm như biển cả bồ đề, cao rộng như tu di thân, sáng chói như nhật nguyệt, tâm trong trắng như tuyết sơn, nhẫn nhục như đất bằng, bình đẳng tất cả thanh tịnh như nước rửa sạch trần câu, hừng hực như lửa đốt hoa, phiền não không chập trượt như gió, không ai chỉ chướng ngại pháp âm như sấm vang, thực tình kẻ chưa giác mưa pháp cam đầu thấm gần chúng sanh, thân trang như con bao dung tất cả thanh tịnh, như hoa sen lìa xa ô nhiễm, như cây ni cô che khắp rộng rãi, như kỳ kim cán phá tan tà chấp, như núi tiết vi tà ma ngoại đạo không lay chuyển được, tâm chánh trực kéo giỏi quyết định luận pháp, không trang cầu pháp công mọi mệt giới, như đủ ly trong ngoài sáng sạch, phạm nói điều gì đều làm cho người vui tính phục, đành trong pháp lão pháp làng sáng huệ nhật phá si âm mà thuần tính ông hòa tịch định an nhiên, làm đại đạo xưa điều phục tử ta dẫn dắt quần sanh xả bỏ ai trước xa ba độc, thung dung tự tại nhân duyên nguyện lỡ phát sanh tiện căn pha dẹp mà quận tôn trọng, cũng dường chư Phật đèn sáng cho thế gian, ruộng phước tối thân an lành tột bậc, khám tỏ cũng dường hiển ách quan ngày mạnh bảo, không sợ sợ thần tương đẹp đẽ cũng được, miễn tài đầy đủ trang nghiêm không ai sánh được, thường được chư Phật khen ngợi, Bồ Tát rục rào các ba la mật nên trụ vào tam ma địa, bất sanh bất diệt giáo hóa khắp nơi khác với hàng nhị thừa, khả năng tan nay lượt nói chân thật công đức các ngàn Bồ Tát ở thế giới cực lạc kia, tất cả đều như vậy, nếu nói rộng mà ra trải trăm ngàn giảng kiếp cũng không hết được. Phẩm 32 tọa là không cùng tân Phật bảo di lạc Bồ Tát và thiên nhân công đức trí huệ của thanh nhân Bồ Tát, mở cõi đức Phật vô lượng thọ không thể nói hết được, cõi nước cực lạc kia di diệu an lạc
thanh tịnh như vậy, còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ tự nhiên thanh tu sẽ nhập cũng dường quán kinh tu đạo pháp hỷ diễn toàn trí huệ sáng suốt tâm công thôi kiên. Ý không dài đại ngoài hiện nhan trong lại tinh tận dung cả trà trùng cả thái hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ngưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trực thân tâm khiết tình. Không tham nhiễm mai chí nguyện cương định công tăng chân giảm cầu đạo hòa chánh không bị tà tâm khinh đạo tuân lời Phật giải quyết không trái phạm nếu đa quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác. Không lo nghĩ ua buồn an nhiên vô nghĩ tâm rộng như không không lập một pháp bình thản không tam dục trọn thành thiện nguyện dốc lòng cầu tiến từ bi ai mừng lệ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung. Đạt đến giải thoát tự tánh bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh chỉ nguyện vô thượng thân tâm tịch định an lạc hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ triệt để thấy được thật tương các pháp ban thể vũ trụ. Quan sát xen nhau tất cả chỉ là như biến chuyển vô cùng vật đơn diệt thành bà thất bảo nắm rõ vạn vật sáng sạch hiển lộ tột đẹp vô cùng không gì sánh được. Rõ ràng không trên dưới thông số không ngăn mà vậy phải sức siêng năng tinh thần tua tập quyết chắc được vãng sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật Di Đà. Chấm dứt năm tu đồng kinh ác đạo đạt đạo không có vạn sanh hạ lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên đo tất cả như không. Siêng năng niệm Phật cầu sanh quyết đến cực lạc thọ mãn là không cùng hạ lại tham đâm thấy sự toàn là vô thường sầu khổ cả. Phẩm 33 khuyến dụ sách tấn người đầy vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thoa bão khổ cực nhọc thân làm luận đệ tử cung cấp tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang. Lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo toan cũng nhà lo nhà nguyên thuộc thầy Phật có hoặc không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Nên ít muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thương nước lửa trộm cướp quán gia trai chủ lửa thiếu nước chìm tiêu tan sạch sẽ tâm ý khứ cứ không chịu buông xả mạng chung thở không ai tranh coi. Giàu nghèo như nhau sầu khổ trong mối tay nên đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã đừng chống đối nhau. Hãy có tranh cãi liền sanh giận dữ thành quán thù nhiều kiếp về sau sự việc ở đời đem nhiều khổ lý tí chưa gặp phải phải gặp có ý tưởng ngăn trừ con người vì ấy dục nên phải sống chết qua lại sao nèo tự chịu khổ. Vui không ai thay thế được lành dự biên quá theo đó đi tỏ sanh không đồng tu học không hạn kỳ lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tập đợi đến lúc nào. Người đời không biện biện nữa tốt sâu các ngôn hòa phước tân trị ngủ mỗi lại theo các giáo điều khác liên tiếp điên đảo nguồn gốc vô thường mây mờ không chịu suy xét.
chẳng tin kinh pháp không ai biết lo xa sai mê dẫn hàng tham đâm tài sắc toàn chẳng ngừng nghĩ thật đáng thương tay đời trước ngu muội không biết đạo đức không ai chỉ bảo đâu có là gì sanh tử luân hồi thiện ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có tự thử nhìn lại nào cha khóc con cộng cha anh em vợ chồng tan khóc lẫn nhau một đời sinh tử tiễn đưa thương tiếc buồn thương trói buộc không sao giải nổi nghĩ nhớ ứng sau không ngoài tình dục sao chẳng suy cung xét kỹ chuyện tâm thành đạo khi tuổi già mãn anh không biết làm sao kẻ mấy thì nhiều người ngộ đạo tức ít phần nhiều âm lòng giết hại ác khí tràn đầy làm điều hư dối trái ngược trời đất mất tình táo tối kia mang sông hết vào ác đảo không biết ngày ra cả người phải nghĩ kỹ xa lìa điều ác riêng làm việc lành ái dục vĩnh hoa không thể giữ mãi đều phải lìa biệt chẳng có vui gì nên phải siêng năng tinh tấn cầu sanh về cõi an lạc được trí huệ sáng sửa công đức tu thân đừng theo tâm tham dục cố phụ kinh giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm được mở sáng ngày Di Lặc Bồ Tát bạch rằng bạch Đức Thế Tôn lời Thế Tôn rằng giải rớt sâu đất đúng nhờ ơn đức từ bi giải thoát ưu khổ Phật là đấng Pháp Vương Tôn quý siêu việt trong hàng thanh. Quang minh vô tận trí huệ không có cùng đạo sư gặp cả trời người ngày nay được gặp Phật lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ tất cả là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp cắt ngất lưỡi nghi giúp hết ai giúp lập hết nguồn ác đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thị chánh đạo đổ người chưa đổ các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luôn chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ già cũng khổ bến càng khổ hơn chết rất là đau khổ thôi bất tỉnh không có gì vui nên quyết cắt đứt tẩy trừ tâm xấu nói năng hành động thành tính trong ngoài hợp nhất. Trước tử đổ mình lại ra đô người hết lòng cầu nguyện chữa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi về sau được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng. Nhìn diễn dứt sạch sanh tử không còn khổ hoảng thò ma mãn ngàn gian kiếp từ ở tái tỷ nên phải tin tấn cầu đáng tâm nguyện không được nghi ngờ. Như còn chút nghi hoặc sẽ sanh về cùng điện thất bảo ở biên địa ở của nước cực lạc chịu cả tay ách trái qua 500 năm ngày như lạc bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn chúng con xin dâng lời Phật dạy kiến cần tu học y giao phụng hành không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35 trưởng Thế A Cô Phật bảo Di Lặc các ngươi sanh trong đời này tâm ý chánh trực không làm điều ác đó là có đức hạnh lớn gì sao vậy? Mười phương tây giới của chư Phật tiện nhiều an ích rất dễ phải qua chỉ có thể gian năm ác trước này rất là cực khổ ta nay thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏ năm điều dư.
Nhất năm sở thống khổ lìa, năm sở tiêu đốt điều phục tâm ý kiến làm, năm điều lành phước đức được thành tựu, những gì là năm điều tư nhật các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác mạnh hiếp yếu chèn ép nhau. Tàn sát tổn hại ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ cố độc tâm điển đuôi ngọng si ác ngông cuồng, là do đời trước không tin đạo đức không chịu làm lành. Những ngàn tôn quý hào phú hiền minh trường giả trí dòng tài cao, là do biết từ ai yêu tuấn tu tiên tích đức từ đời trước, khi còn thanh sanh tiền đã làm sai trái sau khi mạng chung vào chốn u minh. Kiện thọ thân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục xúc sanh vì như lao ngục ở thế gian, có cực hình kịch tổ thần thức tùy tội đã tạo, mà thọ mãn có dài ngắn theo nhau trả báo. Tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội xoay vần, nhiều kiếp không tôi rơ có giải thoát khổ thông, không thể nói hết được ác đạo thần hoàng cảm ứng tự nhiên tuy công báo ứng tức thời. Nhưng kẻn ác chung quy vẫn phải chịu quả báo, điều thứ hai nhân loại thế gian không theo pháp luật quản dâm tay quả mặt, tình không tung trên thì không minh tại dĩa không chính âm mãi quán uồn. Tổn hại trung lương tâm miệng khác biệt mô toan, nhiều bề trong ngoài dối trá giận dối ngu si, muốn lợi về mình tham lam không chăng lợi hại được thua quán, giận thành thù tan nhà mất mạng không xét trước sau. Giàu có keo kiệt không chịu bố thí chất chữa cho để nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chung không để mà được gì thiện ác quả phước tùy nghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành lại còn hủy bán, không ai chịu bắt chước tương nghị trộm cướp, rình đó của người tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đó vào ba đường ác chịu vô lượng khổ. Xoay vần nhiều kia rất khó ra khỏi đau khổ vô cùng, điều thứ ba người đời nương nhau mà sống còn trong trời đất thỏa mãn, chẳng được là bao kẻ bất lương tâm không chính định. Ôm lòng tà ác luôn nghĩ dâm dục tia phiền não tràn ông tay đổ tà nguy buông lung mau tổn tài sẵn làm điều phi pháp. Ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại, còn tu bè kết đáng ngưng binh gây chiến đánh cướp giết hại, chỉ mà đọt bất hiếp chú cấp cho vợ con nó thân hưởng lạc kiến người chán ghét lo lắng khổ cực tạo nhiều tội ác. Chết vào tam đồ chịu vô lượng khổ, qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau cùng xiết. Điều thứ tư người ta ở đời không chịu tu tiếng nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thiêu dệt gánh ghép, người lành ám mãi người hiền bất hiếu với cha mẹ kinh mãn xưa trưởng, chẳng thành tinh với bằng ngô. Tự cao tự đại cho mình có lý, thấy mình lý thấy lân hiệp mọi người, mong người kính nể không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mãn có thể giáo hoa nhờ chút phước đức từ đời trước.
đời này làm ác phước đức mất hết rõ mang hết rồi các điều ác bao dây quan cù vẫn dắt không sao tránh khỏi chỉ việc tiến vào giặc lửa thân thể tan nát tâm thần thống khổ bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phong túng lười biếng không chịu làm lành tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo ngăn trai chống đối như là quan gia phụ bạc ân nghĩa không chục báo đền phong túng liêu lòng rượu chè xa hoa. Đừng đón bướng mình chẳng chút lệ nghĩa không tay càng gian dạo tiếp lục phân quyến thuộc không chúc ân tình không nhớ ơn cha mẹ không đòi nghĩa thầy trò bằng hữu chỉ lo cho tự thân. Không được một điều lành không tin Phật pháp không tin sanh tử thiện ác muốn ngày nhận phá hoài Phật pháp ngu si mê mỗi tự cho thông minh không biết từ đâu sanh đến. Chết sẽ đi về đâu bất nhân bất thường lại muốn trường tỏ tương so khuyên bảo lại không chịu nghe cô ơi cảm tính cũng thành vô ích tâm mỹ cố chắc không chịu thấu hiểu mãn chung cận kề hối tiếc đã không tu thiền. Đến khi nhắm mắt ngăn năn ngồi hận sao còn kịp nữa trong vũ trụ nắm đường phân minh thiện ác báo ứng quả phước đành thành thân tự chịu lấy không ai thay được người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sương. Từ sáng vào sáng người ác làm ác, từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối ai ai biết được chỉ có Đức Phật biết rõ khai thị chỉ dạy người tuân hành rất nghịch nên sanh tử không thôi ác đạo không dứt. Người đời tạo ác như thế nên tự nhiên có ba đường ác chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp không có hạn kỳ ra khỏi có được giải thoát đau đớn không thể nói được. Do vậy nên có ngũ ác ngũ tha tông ngũ tiêu như lò lửa lợn tiêu đốn thân người nếu tự nhắc tâm giữ ý đón thân chánh niệm ngôn hành tướng sân chỉ tâm làm lành không làm việc ác. Thì được đổ thoát đầy đủ phước đức được trường thọ đến đau bồ đề đây là năm điều đại thiện. Phẩm 36 bao lượt khuyên lân Phật bảo Di Lặc Bồ Tát những ngũ ác ngũ tông ngũ tiêu đó chuyện tiệm cho nhau nếu phạm tội tất phải vào ác đạo hiện đời sẽ bị bệnh hoạn tai ương cầu sống không được. Cầu chết không xong để cho người đời thấy sự chịu cảm đó mạng chung đọa vào ba đường ác thống khổ quá lắm tự bị thiêu đốt cung kết quan thù tàn ai lẫn nhau tạo một tội nhỏ lần thành to lần. Do tâm lắm tài sắc không chịu bố thí muôn khoái lạc bản thân cũng chịu phản tình si ám thúc dục tránh lợi về mình phú quý vinh hoa đương thời vừa ý không chịu nhẫn nhịn phân kiến tu thiền. Không bao lâu y thấy theo đó tiêu diệt nghiệp lực ngăn bài báo ứng tự nhiên dù có lo lắng hoảng hốt cũng phải vào ba ác đạo xưa nay như vậy đau khổ lắm thay các ngươi được giao pháp của chư Phật chỉ dạy. Phải suy nghĩ chính cắn tự ghi nhớ kỹ trọn đời không được biến trải kính Phật trong hiền lương tiện từ bi cầu thoát ba cõi giấc sạch gốc sanh tử liền lo sợ thống khổ tam đồn.
Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tịnh tâm, chánh thân, tai mặt mũi miệng đều phải đoan chánh thân tâm thanh tịnh, cùng thiện phương ứng, đừng theo thị dục, không phạm điều ác. Ngôn sắc hòa nhiễu tân, hành kiến cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh, từ tốn dối dàng, hấp tập không suy xét, chinh chăng xe hồng hối hận, về sau phía một đời. Phẩm 37 như nghèo đăng của bao các ngươi đa rộng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn đừng phạm cấm giới, từ tâm chuyên nhất thanh tịnh trái giới, tu một ngày một đêm ở cõi ta bà hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? Cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác tu thiền ở ta bà, mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phương đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác, chỉ có thế giới ta bà này thiện ít ác nhiều, toàn là khổ độc chưa từng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chỉ giải trao cho kinh pháp, vậy phải nhớ giữ thân hành tôn tỷ nam nữ quyến thuộc bằng ngô chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm hòa thuận đạo nghĩa. Quan nghĩ tự hiếu, nếu có sai phạm phải tự hối cài, bỏ ác làm lành sáng nghe tôi sửa phụng trì kinh giới, như nghèo được của sửa sửa tu nay gục rửa thân tâm. Tự nhiên cảm ứng được như sơ nguyên khi Phật còn tại thế, quốc ập thôn trang đều được quá độ thiên hạ, hòa thuận nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa tay dịch không khởi, quốc thái dân an. Binh đao vô dụng nhân đức ngân nguồn, giữ gìn lệ nghĩa nước không trộm cướp, không có quan tập mạnh không hiệp yếu, điều được ngăn lành ta thương các ngươi con ơn cha mẹ thương con, ta nay làm Phật ở đời này chỉ rõ điều lành điều dữ. Dứt khổ sanh tử được năm điều thiện, lên chốn an vì an lạc vô vị, khi ta nhập niết bàn kinh điển, lần lần diệt mất nhân dân gian tra, làm đúng nhiều điều ác ngủ tiêu ngủ thống, về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm hay như lạc Bồ Tát chấp tay thưa rằng bạch Đức Thế Tôn. Người đời ác khổ như vậy, Phật đều từ bi thương xót độ tất tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn, không dám sai trái. Phẩm 38 lệ Phật nghiễn anh sang được Phật bảo tôn giả nan, nếu người muốn thấy được vô lượng thanh tịnh bình đẳng và các Bồ Tát A La Hán dân dân ở cõi nước đó, nên đừng dậy quay mặt về phương Tây. Hướng mặt trời lặng cung kính đành lễ xứng niệm Nam Mô A Di Đà Phật tôn giả, nàng liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặt hướng về phương Tây, chắp tay đảnh lễ Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Còn nay nguyện đỡ tay Đức Phật Di Đà ở thế giới cực lạc cũng dường phụng sử dụng trong các căn lành, khi vừa đánh lễ liền thấy Đức Phật Di Đà dung nhan uy nghi sắc tướng trang nghiêm.
Quang minh rực rỡ cao lớn vượt trên tất cả thế giới, lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng vương tán phán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của Đức Phật A Di Đà. Tôn giả Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, coi Phật tịnh tịnh kia rất nghiêm, có con nguyện mong được sanh về cõi đó. Được Thế Tôn nói, những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng Đức Phật. Nhiều tiếng căn phước đức, người muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy y mong cầu. Nói lời ấy xong, trên tay Đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới. Chư Phật cõi nước, chư Phật thấy đều hiện rõ như ở trước mắt. Do quang minh tịnh tịnh thù thắng của Đức Phật A Di Đà, nên ở thế giới này như hắc sơn tuyết sơn kim cang thiết vi, các núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện của trời người, tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sang khắp thế gian, cho đến địa ngục ngạ quỷ hằng hồ thấy đều sáng rõ đồng mộc màu sắc như thời kiếp thủy tai nước lan đầy cả dạng vật chìm ngập. Thâm tâm mến mong chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiêu khắp như vậy, tất cả quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị lúa mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật. Hàng tư chúng trong đây thiên long bắt bộ người và phi như nhân dân đông tây, các sự trang nghiêm của thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao quay đức nguyện uy tương áo quang minh. Các hàng thanh văn Bồ Tát cung kính nghe quanh như núi tu nghe đứng giữa miệng cả thân Phật sáng rõ chiếu diệu thanh tình bình chánh, không có tập quế và hình loại quái gì. Chỉ có các thứ bảo trang nghiêm tịnh hiền chung ở tôn giả Nan và các chúng Bồ Tát dân dân đều rất vui mừng hân hờ đánh lễ năm dọc sạc đất sân niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miếu Tam Phật Đà. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò bay xuân đông đều thấy hào quang, ngay cả những kẻ bên cầu được hết bên cầu, những kẻ sầu não được giải thoát thấy đều có từ tâm làm lành. Vui mừng sung sướng nhân nhã khí như chuông cảnh cầm sắc không màu không đánh tử trời chưa thiên và nhân dân trong các cõi Phật khác đều đem hoa hương đến giữa không rải xuống cúng dường. Bây giờ thế giới cực lạc ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ức cõi nước, nhờ quay lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt, như được tịnh thiên nhãn thấy như quảng tâm thực đại chúng ở cõi cực lạc. Cũng lại như vậy đều thấy Đức Thích Ca Như Lai ở thế giới ta bà này và chúng tỳ kheo dây quanh nghe pháp. Phẩm 39 từ thị thuật chỗ tay mấy giờ nước Phật bảo tôn giả Nan và từ thị Bồ Tát rằng: Các ông có thấy cung điện lầu các áo hồ rừng cây khắp cả di diệu trang nghiêm ở thế giới cực lạc không? Các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sắc cú cánh đem qua hương cúng dường khắp cõi Phật không? Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nhìn thấy các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không?
Tôn giả Nga Nang bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con có nghe Đức Phật bảo các ông có thấy chúng tịnh hành ở cõi cực lạc nơi cung điện đi khắp mười phương cúng dường chư Phật mà không bị trở ngại không? Và thấy họ liên tục niệm Phật không lại có các loài chim bay giữa không tiếng hót thanh thoát, đó là do Đức Phật biến hóa ra không. Ngay từ thì Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn nói, chúng con đều thấy cả Đức Phật bảo Di Lặc rằng nhân dân ở nước đó có tai sanh nữa, ông có thấy chăng? Ngày Di Lặc bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy người thế giới cực làng ở trong tay như ở trong cung điện cõi và ma thiên, lại thấy chúng sanh ngồi kiết già ở trong hoa sen tự nhiên hóa sanh. Do nhân duyên gì mà nhân dân ở cõi đó có an tái sanh, an hóa sanh? Phạm 40 biên địa nghĩa thanh được Phật bảo, ngày từ thế nếu có chúng sanh do tâm nghĩ hoặc làm các công đức nguyện sanh về cực lạc không rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả sinh trí, đại thừa quán trí, vô đẳng vô lân tối thượng tăng trì, đối với các trí này nghe ngờ không tính, nhưng vì tin tội phước mà thua tập hạnh lành, nguyện sanh về cực lạc, lại có chúng sanh chứa nhóm thiện căn mong cầu Phật trí phổ biến trí a vô đẳng trí. Quay đức quảng đại bất tư nghị trí, đối với căn lành công sanh lòng tin ý, chỉ còn do dự đối với sự giảng sanh cõi Phật thanh tịnh, không có tính kiến, nhưng chỉ liên tục nhớ nghĩ không tối, cách thành thiện nguyện cũng được giảng sanh. Do những nhân duyên đó, những người này tuy được sanh về cực lạc, nhưng không thể đến thẳng cõi Đức Phật, vô lượng thọ được chỉ đến biên giới cõi Phật ở trong thành thất bảo thôi, không phải Đức Phật muốn như vậy, mà vì chính họ tạo nên tâm linh đó. Vậy ở đó cũng có ao sen tất bảo tự nhiên tỏ thân năng uống sung sơn như cõi trời đau lợi, nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà, ở trên đất không thể tùy ý cao lưng. Ở đó 500 năm không thấy vỡ, không nghe được Pháp, không thấy thành chúng Bồ Tát thành văn trí huệ, không sáng suốt biết kinh Pháp, lại ít tâm không mở mang ý, không vui vẻ, nên ở đó gọi là thái sanh. Nếu có chúng sanh tin rõ Phật trí cho đến thân thì đoạn trừ nghi hoặc gieo các thiện căn làm các công đức chỉ tâm hồi hướng, nên được hóa sanh ngồi kiếp già trong hóa thất bào, khoảnh khắc được tăng tướng quang minh, công đức trí huệ thành chỗ đầy đủ như các bậc Bồ Tát. Dễ Di Lặc Bồ Tát phải biết hạng hóa sanh đó có trí huệ thù thân, hạng thái sanh kia trong 500 năm không thấy tam bào, không biết phép tắc của Bồ Tát, không được tu tập công đức, không có nhân duyên cũng dường Phật vô lượng thọ. Phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 40 mẫu hoàng tận kiến Phật trí như chuyển lưng thành dương, có bảy ngục bao để giam những dân tử nào mắc tội trong đó, cũng có lầu các cung điện mạng báo giường báo lan can cửa sổ.
dường gây trang sức quy báo ăn uống y phục được cấp dưỡng như chuyển luân tỉnh dương nhưng bị trói chân bằng xích vàng các tiểu dương tử này có thích ở nơi ấy không. Ngài từ thầy Bồ Tát bạch nở Phật bạch Đức Thầy Tôn dĩ nhiên công vui tích khi họ bị giam cầm không được tự do chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục lại cầu mỗi thế lực cẩn thận giúp sinh những công tội. Bao giờ chuyển lưng thanh dương bằng lòng mới được giải thoát này di lạc các chúng sanh này cũng lại như vậy vì có tâm nghi hoặc Phật trí cho nên quảng đại trí đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu do nghe danh hiệu Phật mà pháp tâm tin tôi tuy sanh về cõi cực lạc ở trong hoa sen nhưng không được ra khỏi hoa tai trong đó cũng đủ dường tượng cũng điện tại sao vậy. Trong hoa tai đó thanh tịnh không có quê ác nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo không được cũng dường phụng sự chưa Phật xa lìa tất cả thiện căn thù thắng do nội khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước lòng ăn năn tự trách câu được ra khỏi tai qua khi đã hết nghiệp rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Được nghe kinh pháp lâu sau cũng được giải ngộ hoan nghi cũng được đi khắp cũng dường dấu số vô lượng chưa Phật tu thập các công đức này a vật đa phải biết rằng tâm nghi hoặc tổn hại rất lớn mất lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát nên phải tin tưởng minh bạch vô thường trí huệ của Phật này từ thấy Bồ Tát bạch Phật bạch Đức thấy tồn tại sao có một ngàn chúng sanh ở thế giới này thì cũng tu thiện mà không cầu vãng sanh. Ngài từ thấy những chúng sanh này trí tuệ càng cỡ phân biệt tây phương công bằng cõi trời do vậy không thích cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài từ thấy bạch Phật bạch Đức Thế Tôn những chúng sanh này luôn dối phân biệt không cầu sanh về cõi Phật làm sao thoát khỏi luân hồi. Đức Phật nói rằng các chúng sanh này có nhiều căn lành nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng không cầu Phật huệ tâm đắm phước báo vui tu thế gian tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu quả báo nhân thiên tuy được quả báo đầy đủ phong túc nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Và sự cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tương ta kiên vọng chấp thì luôn ở trong dòng luân hồi không được tự tại hạng người ngu si đó không gieo căn lành chỉ dùng tài trí biển thông thì tăng thêm tà kiến làm sao ra khỏi đại nạn sanh tử được lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phước lớn nhưng dần giữ tâm phân biệt tình chấp sâu nặng cũng cầu là thoát luân hồi nhưng không thoát được. Nếu đem cái trí huệ vô tương mà làm các công đức thân tâm thanh tịnh xa lìa tâm phân biệt cầu sanh về tịnh độ cho đến quả bồ đề quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát giảng sanh ngày Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn hiện nay có bao nhiêu các bậc đắc bậc sói Bồ Tát ở cõi ta bà này và các cõi Phật khác được sanh về nước cực lạc.
Này Như Lạc ở thế giới ta ba này có 720 các Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức đã sanh về Cực Lạc các bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Tu tập công đức là lượng vãng sanh số lượng không thể tính được, không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được giáng sanh về Cực Lạc mà các cõi Phật khác cũng lại như vậy. Cõi nước của Đức Phật Diễn Chiêu có 18 câu chi na, do ta Đại Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Cõi nước Đức Phật Bảo Tạng ở phương Đông Bắc có 90 ức bất thối Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Các bậc bất thối Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật vô lượng âm đức Phật Quang Minh, Đức Phật Long Thiên, Đức Phật Thắng Lực, Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Ly Trần, Đức Phật Đức Thủ, Đức Phật Nhân Dương, Đức Phật Hoa Tràng Đa Vãng Sanh số lượng 100 ức hoặc 100 ngàn ức cho đến vạn ức vị Đức Phật thứ 12 hiểu là vô thượng hoa có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó. Đều ở bậc bất thối chuyện đã sanh về cõi Cực Lạc, các vị ấy có trí huệ vọng mình từng cúng dường vô lượng chư Phật rất mật tinh tấn thân đến nhật trong 7 ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả 100 ngàn ước kiếp tu tập. Đức Phật thứ 13 hiểu là vô uy có 790 ức đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát thấp và chúng tỳ kheo dân dân sanh về cõi Phật là không đem kể được. Danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh, chỉ nổi tên thôi mang kia cũng không hết. Phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa này, từ thấy ông Tây các bậc Bồ Tát Ma Tát kia được nhiều lợi ích như vậy. Nếu có trai lành gái tính nào được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sanh tâm vui mừng hớn hở chừng một niệm quý chim lệ như thiết. Tu hành phải biết người này được lợi ích rất lớn, được nhiều công đức như đã nói ở trên. Tâm không tự ti cũng không công cao, thành tựu thiện căn được thêm tăng trưởng. Phải biết người này không phải tiểu thừa, ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân tu la ở thế gian này nên phải ứng ở tinh tịch tu tập sanh tâm mi hộ, nên lấy kinh này ta làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau được vào bậc bất thối kiền. Thấy được cõi Cực Lạc rộng lớn trang nghiêm, nhiệp thọ thù thắng nhiên mang cũng đức ơn cả, nên phải tinh tấn dân giữ pháp môn này cầu được vãng sanh, không nên sanh tâm thối thất hư vị, dù có vào hầm lửa lớn cũng không được nghĩa mà hối hận. Tại sao vậy? Vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vi diệu này, không có tâm sai trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được, nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này. Phẩm 44 thọ kia Bồ Đề, về đời sau đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bì
mới ngầm được kinh pháp này giữ gìn tha trì sẽ được quảng đại nhất thiết kỷ ở trong kinh Phật đó để hiểu rõ càng kẻ sẽ được nhiều quán nghĩ nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập các thiện nam tin ở đối với pháp này. Nếu đã cầu hiến cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích, các ông nên phải kiên định chắc chẳng trọng các căn lành, nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ nghiêng ngờ chẳng vào các cõi trăng bảo thành chỗ đáo ngục. Này A Dật Đa, nhân án đại quay đức này thường từ nơi các pháp đại thừa khác mà được, nên đối với pháp này không chịu lắng nghe, có đến một ức vị Bồ Tát thối chuyển bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này viết chép cúng dường thọ trì đọc tụng trong chục thời gian, vì người diễn nói khuyên họ lắng nghe không sanh ưu não cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà. Đối với đạo vô thường trần không thôi chuyện, giả sử 3000 thế giới tràn ngập lửa lớn, người đó khi mãn chúng cũng có thể vượt khỏi sanh vào cõi nước cực lạc. Bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thoát ký Bồ Đề, tất cả Như Lai đồng tán thán, vì thế nên phải chuyên tâm tinh thọ trì tụng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này, ta nói vì chúng sanh mà nói kinh này, khiến thầy được đức Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hãy có tâm nguyện cầu điều được như ý, chớ để sau khi ta diệt độ thời sanh lòng nghĩ hoặc đời tương lai, khi kinh pháp diệt tận ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu điều được độ thoát Như Lai, ta đời rất khó gặp khó thấy kinh pháp của Phật, khó được khó nghe gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tinh thích thọ trì là điều khó, trong khó không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ tâm thanh tịnh hân hảo vui mừng, hoặc trô tóc những đứng ngay mắt rơi lại là do đời trước từ làm Phật sở, không phải là người phàm. Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ ác đạo sanh ra túc ương chưa dứt, chưa được độ thoát nên có tâm hồ nghi không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần tu kiên trì này, Như Lạc Bồ Tát pháp của chư Phật Như Lai, vô thường đủ tập lực, vô quỷ thầm tâm, vô ngại vô trước pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai thị, người không có lòng tin sâu vững chắc cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta nay Như Lý Tiên nói pháp môn quảng đại vi diệu nhất thiết chư Phật xưng tăng. Này nam giao phó cho các ông phải cẩn thận thủ hộ làm lợi ích cho các ngộ tình chìm đắm trong đêm dài, chớ để cho chúng đọa lạc trong ngũ thủ chịu các khổ ách, nên xuyên tu hành thuận theo giáo pháp của ta, phải tâm nguyện như Phật thường nhớ ân sư, phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu không bị tiêu diệt, kiên cố giữ gìn không để hủy hoại, dùng tất cả kinh pháp nhiều ít nhớ kỹ cho không quên. Quyết đường đạo quả pháp của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy, Như Lai đã hành trì
cũng theo đó mà hành trì tu các phước thiện cầu sanh về cõi tịnh độ. Phạm 47 phước huệ được nghe bây giờ Đức Tây Tông nói bài tụng rằng nếu xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường các Như Lai nên nay vui mừng tính pháp này kêu mang giải đãi và tà kiến pháp vi diệu Như Lai có tính như người mù thấy tối đen. Không thể dẫn đường cho người khác chỉ từng trước Phật trồng căn lành cứu đời hành thiện mới tu tập nghe rồi thọ trì và biên chép đọc tụng tán thán và cúng dường. Như vậy nhất tâm cầu tình độ giả sự lửa cháy khắp ba ngàn nhờ quay Đức Phật tất siêu việt quyết định giảng sanh về cõi cực lạc biến trí huệ Như Lai sâu rộng chỉ Phật cùng Phật mới biết được. Thanh văn ức kiếp si tri Phật tận sức cũng không thể hiểu công đức Như Lai Phật tự biết chỉ có thể tôn mới khai thị thân người có được Phật khó gặp. Tính huệ nghe Pháp có trong co nêu các ngô tình sắp thành Phật ảnh ơn khổ hiện lên bờ giác hơi những kẻ học rộng trí cả nên tin lời như thật của ta. Diệu pháp này mai phước nữa nghe nên vui mừng hãy chiên niệm Phật tỏ trị quyết tốt biển sanh tư Phật gọi người này thật bản lành. Phẩm 48 nghe kinh được lợi ích kỳ Đức Tế Tôn nói kinh này rồi có một giảng 2000 do ta chúng sanh xa rìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. 20 ức chúng sanh chứng quả na am 6800 tỳ kheo lộ tận tâm được giải thoát. 40 ức bồ tát được bất thối kiến dùng công đức quần thể mà tự trang nghiêm quả vô thượng bồ đề. 25 ức chúng sanh lớn bất tội nhân bổn dạng ức do ta thâm ngàn chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật nay mời phát tâm gieo các căn lành nguyện sanh về cực lạc. Thấy Phật Di Đà đều xa vãng sanh về coi tịnh độ của Phật vô lượng thọ thấy điều thứ lớp thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai lại có tám dạng cô chi na do ta hữu tình. Ở mười phương coi Phật hoặc nghiền vãng sanh hoặc xe dạng sanh thấy Phật Na Di Đà được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề các hữu tình này có túc nguyện nhân kiện với Đức Phật Na Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động sao cách và hiện các nghi hữu thần biển quang minh sang chọi chiếu khắp mười phương lại có chư thiên giữa hư không tấu âm nhạc dĩ diệu. Cho đến chư thiên sắc giới cũng nghe và khen chưa từng có vô lượng hoa đẹp thơm rơi xuống tôn giả Nan Di Lặc Bồ Tát và các hàng Bồ Tát thánh văn thiên long bát bồ tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy. Đều rất vui mừng tính thọ phụng hành Phật nói kinh đại thừa vô lượng tỏ trang nghiêm tâm tình bình đẳng giá. Bộ quyết tâm kinh ma ba nhà ba la mật đa tâm kinh quan tự tại bồ tát hành thâm bát nhà ba la mật đa thời chiêu kiên ngụ vấn dây công đồ nhất thiết cổ ách. Xá lời tử sân bất nhị không công bất nhị sân sân đất thị không công thực thì sắc vò tưởng hành thực diệt phục như thì xá lời tử thì chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt.
bất con bất tịnh bất tăng bất giảm tỷ cố công trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc tinh ngưng di xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tần nãi chi vô lao tự diệt vô lao tự tận vô cô tập diệt não vô tri diệt vô đắc chỉ vô sơ đắc cố bồ đề tắc nói bát nhã ba la mật đa cố tâm vô ái ngại vô ai ngại cố vô khủng bố diễn ly điên đào mộng tưởng cô canh nếu bạn tâm thấy chư Phật ni bát nhã ba la mật đa cố đắc na nộ đa la tâm miểu tâm bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thị vô đằng đẳng chú năng trợ nhân tiêu cổ chân là thiện bất ngư cô thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng ba yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà vàng sanh quyết định chân ngôn nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đà đô ba tỳ a di đà đa tất nam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di đà già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đà đô ba tỳ a di đa tất nam ba tỳ a di đà tỳ ca lăng đế a di đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa niên già ta a di đà đô ba tỳ a di đà tất nam ba tỳ a di đà tỳ ca lăng đế a di đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di quyển chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong màu an qua vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện giảng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà
Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
kính lại Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hùng mê. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tâm đắm ngu dục. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hận nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiệp độ. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi giảng sanh tịnh độ hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi giảng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, còn nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi giảng sanh tịnh độ chống viên thành toàn giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luôn chuyển sau đường khổ không nói đường, nay gặp tri thức được nghe dình hiểu bản nguyện công đức Phật Di Đà một dòng sanh niệm.
cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phụng quang nhiếp thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, lại thấy tướng màu quang âm thế chi, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ, con nguyện lâm chung không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm Cam Lộ rưỡi nơi đầu, thế chỉ Kim Đài trao đỡ gót, trong một sát na lìa ngũ cực. Khoảng tay có gửi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhân. Không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, ai lấy trần lão làm Phật sự, còn nguyện như thế Phật chứng tri. Kết cuộc về sau được thành tổ niệm Phật, lại Phật công đức tổ thân hạnh, vô biên tăng phước giai hồi hương, phổ nguyện Pháp giới chữ chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sắc, nguyện tiểu tam chưởng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liêu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cô phẩm liên hoa di phụ mẫu, khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất tối Bồ Tát di bản lư. Nguyện vị thử công đức phổ cập nhật thiết, ngã đặng dự chúng sanh giải công thành Phật đạo. Phục nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tăng Uy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thần Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tình độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng cho quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật Ca Di Đà Chân Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân công tật bản tâm công ngôn mê nhất tâm niệm Phật, Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đại từ chúng con nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Thị Từ Chân Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đặc bản tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông nghinh bách phước một hầu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật Ca Di Đà Thị Từ Phóng Ngọc Hào An tiếp nhận chư hương linh dung linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn quý hà sa
hồ vị vô danh, hồ danh vô vị, nam nữ thương vong lai đạo Phật, tiền văn kinh thánh pháp, tóc xả mây đồ siêu sanh tình đồ. Phổ nguyện âm siêu dường tai pháp giới, chúng sanh tình dữ vô tình, đồng sanh cực lạc, đồng kiến nghi đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Từ quy y Pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quy y Tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện đem đem công ba đa đa này về tâm tất cả để tư và chúng sanh đồng đồng sanh về.